Kính chào quý vị, trân trọng kính mời quý vị nghe một hồi ký Những xác chết trên mảnh đất hình cong chữ S Tác giả Trì Nguyễn Vào khoảng 3 giờ chiều ngày 25 tháng 6 năm 1975 Đoàn xe chở chúng tôi đến Bộ Chỉ huy Cảnh sát Quốc gia tỉnh Long Khánh Cũ, đã có một số anh em đến trước đứng trong hàng rào vẫy tay chào đón chúng tôi. Ngoài sân rất đông du kích, công an lăm le những cây súng AK-47, M-16 trên tay, làm hàng rào bao quanh, la hét bảo chúng tôi phải ngồi tại chỗ theo bốn hàng dọc. Tiếp theo, cứ bốn người lên một lượt, để các công an bắt đầu khám xét các đồ dùng cá nhân chúng tôi đem theo những con dao nhỏ, những cái nĩa, những vật dụng bằng sắt có mũi nhọn đều bị tịch thu hết. Buồng ngủ là những dãy nhà tôn dài, bên trong có sạp ván, mỗi người được chia, bảy tấc vừa đủ cho một chiếc chiếu nhỏ. Tính đến ngày vào tù tôi chưa đầy 24 tuổi, với lứa tuổi đầy hào khí này, trước 30 tháng 4, 75 đã là một thời oanh liệt. Băng suối vượt rừng, có những người tung mây lướt gió vượt trùng dương, hiên ngang chiến đấu trên bốn vùng chiến thuật. Xem thân mình tựa lông hồng, quyết tâm bảo vệ quê hương. Nhưng hôm nay, khí phách đó còn đâu nữa. Một kẻ bại trận, một người hàng binh, thân xác này dành cho kẻ thắng trận dày xéo thống trị rồi bắt đầu nhập cuộc vào một trò chơi mới. Chúng tôi nhận được một thông điệp mà trong xã hội loài người văn minh chúng ta chưa từng nghe đến bao giờ. Thông điệp mà người Cộng sản phát ra ở đây bằng những lời lẽ cọc cằn, thô lỗ, với bản chất đầy, hành học, hận thù, những câu nói không văn hóa, tục tiểu và đầy sát khí. Cộng sản là kẻ chiến thắng, nhưng họ vẫn sợ việt nam cộng hòa cái mặc cảm vì ngỡ ngàng khi thấy miền nam quá phồn vinh họ so sánh vì miền nam tiến bộ hơn miền bắc gấp cả trăm lần cho nên họ tính toán làm sao và bằng cách nào để vào miền nam vơ vét của cải đem hết về miền bắc họ bóp chán suy nghĩ tính toán nát óc bằng mọi cách phải làm sao cho được. Nếu rủi thay cho người nào đó trong khi ngược về Bắc mà không mang được số của cải nào, trước hết làm sao mà anh nói được với người cha già dân tộc Hồ Chí Minh, ông nội Lenin, ông tổ các mác. Sau đó làm sao anh nói với Đảng Cộng sản Việt Nam trong 30 năm đã dày công tuyên truyền, cổ võ, dạy dỗ, và làm sao anh nói với tổ tiên ông bà đã chết với đại gia đình thân tộc xóm làng đây? Đời sống của chúng tôi giờ đây bị thu hẹp lại, bị trói chặt lại, không có quyền mở. Những sinh hoạt, những bước đi, những tiếng nói, những tiếng cười, những hơi thở, những ánh mắt và cả không gian xung quanh chúng tôi đều bị gò bó và giám sát. Điều chúng tôi biết rất rõ ràng là chúng tôi bị tước đoạt mất quyền làm người, quyền tín ngưỡng, quyền thờ cúng ông bà tổ tiên, thậm chí đến cả những người đã chết, thân xác cũng không được nằm yên dưới lòng đất vì bị người cộng sản cay sới vùng vãi như tại nghĩa trang Mạc Đĩnh Chi, nghĩa trang quân đội Việt Nam Cộng hòa tại Biên Hòa. Chúng tôi bị tước đoạt mất khảo phần ăn bị khâu hẹp lỗ miệng, may nhỏ cái bao tử. Ba chắc quan cần phải khép kín là không nghe, không thấy, không biết mới mong còn sống sót được trong những trại lao tù cộng sản vô thời hạn này. Giờ đây, đời sống của chúng tôi như những con thiêu thân bay quanh bếp lửa. Cuộc cách mạng tháng 10 năm 1917 ở Nga hàng triệu triệu người bị đẩy đến miền cực lạnh Siberia. Họ đã bị chết mòn trong miền hoang vu băng giá này. Sau năm 1945, gần 50 triệu người ở Trung Quốc bị chết vì bị trả thù và đói khát. Còn ở Việt Nam, sau năm 1954, hàng triệu người cũng đã bị chết vì bị đấu tố trong chiến dịch cải cách ruộng đất và đói khát. Còn ở miền Nam Việt Nam, sau 30 tháng 4 75, tập đoàn cộng sản Hà Nội tiếp tục cuộc thanh trừng những thành phần đối kháng. Những sĩ quan quân đội, cảnh sát, những viên chức của chính phủ Việt Nam Cộng hòa đều bị tập trung vào các trại lao động khổ sai, được ngụy trang dưới hình thức trại cải tạo. Người cộng sản đã la to hét lớn gầm thét giống như những tiếng thú dữ giữa rừng hoang. Họ vung tay la lớn, giết, 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 giết sạch, giết lầm hơn bỏ sót, giết cho máu chảy thành sông, cho xác chất thành núi. Như Lenin đã nói, chỉ có bạo lực và họng sống mới đem lại được hòa bình. Những ngày tháng đầu, chúng tôi còn đếm được mùi vị của cơm trắng, nước mắm và có khô nướng, lấp lửng đập phần nào cái bao tử. Những ngày tháng kế tiếp, từ tiêu chuẩn ba chén cơm mỗi bữa ăn, xuống chỉ còn hai chén, rồi từ từ xuống còn một chén. Đến tháng thứ tư, thay vì một chén cơm trắng thì được một chén bò bò, nên phải nhai lâu hơn và được no bụng lâu hơn, vì nhờ vỏ bò bò không bao giờ tiêu được. Chúng tôi thường nhặt những phần gốc rau muống đã bị anh nuôi vứt bỏ trong sọt rác, rửa sạch, rồi chẻ làm hai, ngâm với nước muối và nước vo bo bo trong những thùng đàn M16 có thể lấy từ các kho hợp tác xã trong huyện. Từ ngày ăn bo bo trở về sau, chúng tôi không còn được thưởng thức mùi cá nướng và nước mắm nữa. Thay vào đó là nước muối nấu pha trà để có màu đỏ như nước mắm thật. Thỉnh thoảng trong tuần, có vài bữa rau muống luộc hay củ cải trắng nấu canh. Xen kẽ vào các bữa ăn mì lát, nhà bếp làm bánh trôi nước bằng bột khoai mì được lấy từ các kho mì lát hợp tác xã. Loại bột này có các con mọt đục khoét từ các lát khoai mì rớt ra. Bột và mọt lẫn lộn với nhau. Đôi khi còn có cả đất cát nữa. Nên bánh sau khi đã được luộc chín thì trở thành màu xám của mọt. Mỗi trưa và tối, mỗi người được lãnh một cái, còn buổi sáng chỉ được nửa cái mà thôi. Loại bánh này, nếu để sau 15 phút, thì trở thành khô cứng và có thể ném chết một con chó đấy. Một loại bánh mà chúng tôi chưa từng thấy trong xã hội miền Nam trước đây. Vì vậy chúng tôi gọi đó là bánh xe lịch sử hiện đại. Những ngày tháng cuối năm 1975, chúng tôi vừa lao động vừa học tập chính trị do ba kiều và bài ý hướng dẫn. Một tuần, hai tuần, rồi ba tuần cũng vẫn cứ quanh quẩn những cái đề tài nào là cách mạng thành công, nào đánh cho Mỹ cút ngụy nhào, nào là các anh là tội đồ của nhân dân, Đảng Cộng sản là đỉnh cao trí tuệ. Tất cả đều toàn là những sáo ngữ. Tiếng nói của loài vẹt, người trước nói thế nào thì người sau, sao y bản tránh như vậy. Nhưng có một điều mà Ba Kiều nói rất đúng. Mỹ buông ra để nắm lại. Hầu hết, các trại tù nào cũng vậy. Ban giám thị bắt chúng tôi viết đi, viết lại, tờ khai lý lịch và quá trình hoạt động nhiều lần mục đích của họ là muốn làm cho chúng tôi rối loạn tinh thần lo sợ để kê khai nhiều tội lỗi của mình họ bảo chúng tôi phải thành thật khai báo và học tập tốt để sớm được sự khoan hồng của nhân dân nhưng họ đã lầm và đánh giá quá thấp sự hiểu biết của các sĩ quan các viên chức của việt nam cộng hòa trong những ngày học tập và thảo luận những đề tài chính trị, có nhiều anh em chúng tôi hiên ngang nói lên lập trường của chế độ Việt Nam Cộng Hòa trước đây và còn trưng dẫn những tội ác của Cộng sản đã gây ra trong suốt 21 năm từ năm 1954 đến 1975. Như cuộc tổng công kích và nổi dậy của Cộng sản vào mùa xuân mậu thân 1968 trên toàn lãnh thổ miền Nam. Bọn Cộng sản đã giết hại biết bao nhiêu dân lành vô tội. Riêng tại thành phố Huế, sau 24 ngày đêm chiếm giữ, Cộng sản đã giết và chôn sống gần 6.000 người trong những hầm chôn tập thể gồm các binh sĩ, cảnh sát, viên chức chính quyền Việt Nam Cộng Hòa và dân chúng thuộc thành phần đối kháng lại họ trong đó có những ông già bà lão, trẻ con, thậm chí những phụ nữ đã mang thai, họ cũng không tha. Trong quá khứ, họ đã đốt bao nhiêu làng xã, trại định cư và còn pháo kích bừa bãi vào các trường học giết hại trẻ thơ vô tội. Trại K4 Long Khánh gồm hai khu vực. Khu vực A nằm tại Bộ Chỉ huy, Cảnh sát Quốc gia tỉnh Long Khánh cũ khu B tại trại giam binh của Trung tâm yểm Trợ Tiếp Vận Cũ, Việt Nam Cộng Hòa. Hằng ngày chúng tôi lao động quanh khu vực trại, nhổ cỏ tranh, khiên đất đá chất thành bờ nhặt cỏ. Ngày 30 tháng 4, 75 là ngày đen tối nhất trong lịch sử đối với trên 20 triệu dân miền Nam Việt Nam. Lịch sử đã sang trang, nhưng đời sống xã hội miền Nam đã lùi lại thời kỳ đồ đá. Họ bắt chúng tôi ngồi bệt dùng hai bàn tay không nhổ những đám cỏ tranh, nằm giữa những hàng rào kẽm gai chằng chịt. Thỉnh thoảng, chúng tôi bắt gặp những quả lựu đạn, những đầu đạn M79 chưa nổ. Những loại đầu đạn M79 này, khi bắn ra khỏi nòng súng, chưa đủ vòng tua để kích nổ nhưng nếu chúng ta nhặt lên, truyền qua tay, nó sẽ nổ ngay rất nguy hiểm. Chỉ qua một buổi lao động, hai bàn tay của chúng tôi bị kẽm gai cào và cỏ tranh cắt rướm máu. Trại bảo chúng tôi dùng những cây cọc sắt đập dẹp một đầu bẻ cong lại 90 độ dùng để cuốc đất lên luống khoai làm những luống cải với bàn tay trần của chúng tôi không thể nào cầm cây cọc sắt để quốc đất nên phải dùng bao cát quấn quanh cọc sắt để bảo vệ đôi bàn tay vào một buổi chiều trong lúc chúng tôi đang cấy những cây cải con vào luống út nhân đi ngang qua thấy chúng tôi đang cấy những cây cải chỉ có ba hàng dọc Anh đứng lại quát lớn tại sao các anh trồng ba hàng hai tổ trưởng ở đây Ai nói các anh trồng ba hàng vậy? Cách mạng đã tha chết cho các anh. Các anh đã vào đây mà còn mơ tưởng đến cỡ ba que hả? Rồi hắn hét lớn. Nhổ lên, nhổ lên, trồng lại. Rồi hắn lầm lỗi, mặt đầy sát khí. Bàn tay phải luôn luôn áp chặt vào bá súng côn 45 mang trước ngực. Bước đi không quay lại. Đã hết giờ lao động, nhưng chúng tôi phải nhổ lên trồng lại. Tối đến, út nhân bắt chúng tôi họp đội, lên lớp chửi chúng tôi thậm tệ và bắt làm tự kiểm từng người. Út nhân là bí thư ban giám thị trại, người nhỏ thó, chân đi chữ bát, ít học, ăn nói ồn ào, nhưng nét mặt lúc nào cũng đầy thù hận. Còn những tên du kích, công an con mặt thì lầm lì sát khí trên tay lúc nào cũng lăm le những cây súng có lẽ trước đây chúng chưa từng có dịp nạt nổ sai khiến ai nay có đối tượng là tù nhân nên chúng cảm thấy khoái trá và thích thú lắm chúng viết trên các bức tường trong đời không có gì sung sướng hơn được đi chăn tù trải qua mấy chục năm sau cũng không thể nào quên được hình ảnh những người trai trẻ thời bấy giờ phải cắn răng chịu đựng những lời xỉ vả nhục nhã những ngày tháng lao động khổ sai trong những trại lao tù cộng sản còn những người lớn tuổi trông thê thảm hơn thân hình tiều tụy gương mặt hốc hác đã thiếu ăn lại thêm phần suy nghĩ nhiều về cha mẹ vợ con anh chị em người thân đang sống ở xã hội bên ngoài. Đời sống của những người ấy chẳng khác nào những người tù bị giam lỏng. Hằng ngày chúng tôi lao động vất vả dưới ánh nắng như thiêu đốt, áo quần bê bết màu đất đỏ. Chỉ mong sao có được những trận mưa rào tưới lên những tấm thân khô cằn này để xoa dịu những nỗi nhọc nhằn suy tư. Đây chỉ là những bước đầu và thời gian tiếp nối. Có lẽ sẽ không có dấu chấm hết. Số tiền 20.620 đồng, theo như thông báo, chỉ là để lừa gạt thiên hạ mà thôi. Chân tôi lết, tay tôi nhổ cỏ, nhưng đầu óc tôi quay cuồng bởi hàng trăm câu hỏi được đặt ra. Anh em chúng tôi trong lúc nghỉ ngơi thường tụng ba tụng bốn sầm xì to nhỏ bàn tán. Hỏi rồi lại tự đáp, nhưng không có một ai trong chúng tôi có thể giải đáp được bài toán, không có đáp số này. Theo tôi, cho rằng thời gian tù ít nhất là ba năm. Có anh em cho rằng miệng tôi ăn mắm ăn muối nên nói bậy bạ. Mà quả thật, trong các trại tù chỉ có ăn nước muối, chứ làm gì có mắm để mà ăn. Nếu có, cũng chỉ là những loại mắm thối ở các vựa cá hợp tác xã dùng để nuôi gia súc. Chúng ta hãy dựa vào bản chất độc ác, lừa dối của Cộng sản để suy đoán ra điều này. Từ năm 1930 đến nay, Cộng sản đã lừa gạt cả dân tộc Việt Nam, con tố cha, điển hình là Trường Trinh, vợ tố chồng, anh em tố lẫn nhau. Họ làm gì có tình người vì tổ tiên của họ. Do loài vượn mà ra. Xưa kia khỉ ở trong rừng, ngày nay tiến bộ khỉ mừng khỉ vui. Từng đàn khỉ xuống miền xuôi, dạng hình thay đổi, nhưng đuôi vẫn còn. Trung úy Ba Kiều, cán bộ chính trị của trại K4, đã tâm sự với chúng tôi rằng hai vợ chồng anh đi ngược về Bắc để thăm gia đình. Bà con thân hữu xóm làng tới thăm vợ chồng anh đã trầm trồ khen ngợi những sản phẩm tơ lụa và đồ dùng của miền Nam. Chiếc Honda Dam mà anh mang về là một chiến lợi phẩm được cán bộ cả huyện đến xem, xem sự phồn vinh giả tạo của miền Nam. Hằng ngày những đoàn xe khách chạy từ Nam ngược ra Bắc chở theo rất nhiều xe đạp xe honda bàn ghế tivi tủ lạnh quạt máy chưa kể đến những vật dụng có giá trị khác tôi nghe nói nếu có cán bộ nào ngược về bắc chẳng may không mang được của cải gì thì bị người thân mắng chửi thậm tệ và gia đình cảm thấy xấu hổ với bà con hàng xóm bây giờ thì gần một triệu đảng viên cộng sản và dân chúng miền bắc đã thấy rõ bộ mặt thật sự lừa bịp của Tập đoàn Cộng sản Hà Nội trong những thập niên qua do Hồ Chí Minh lãnh đạo hay chưa? Chính nhà văn nữ Dương Thu Hương, tháng 4 năm 1975, lần đầu tiên bà đặt chân đến thành phố Sài Gòn, bà đã ngồi trên vỉa hè và ôm mặt khóc nức nở. Vì bà đã tận mắt nhìn thấy xã hội phồn vinh của miền Nam, thì ra cái xã hội của kẻ chiến thắng đang ngự trị là xã hội man rợ một xã hội không tình người đã vậy tập đoàn cộng sản hà nội vẫn ngoan cố không công nhận chân giá trị hiện hữu của miền nam vẫn còn tiếp tục dở trò lừa gạt nhân dân miền bắc những người miền bắc muốn xuôi nam để thăm bà con thì phải được học tập một thời gian cách nói láo về xã hội chủ nghĩa giàu sang tại miền bắc nào là tivi tủ lạnh chạy đầy đường và còn cà rem cũng phải phơi vì ăn không hết ngoài ra còn chỉ những mánh khóe để vào miền nam xin của cải thế còn dân miền bắc đem vào cho nhân dân miền nam những gì dân miền bắc dành dụm chắt chiêu những hộp sữa ông thọ, từng gói mì ăn liền, từng cái tô sành để đem vào Nam và họ đã nhận lấy lòng thương hại từ dân chúng miền Nam. Hầu hết, trong các trại tù nước rất khan hiếm, vì vậy trại đã chọn 40 anh em còn trẻ, khỏe để đào giếng. Được chia làm hai ca, mỗi ca đào một ngày. Công việc thật vất vả và nặng nhọc, vì vùng đất Ba Gian Long Khánh, lớp phía dưới toàn đá xanh. Lớp đá dài 10 mét nên phải dùng đến thuốc nổ TNT để đánh phá. Đã đào suốt cả tháng trời cũng chưa có mạch nước. Một số anh em đã nản chí vì bị thương tích nhiều nhưng lại thiếu thuốc men chữa trị. Hơn nữa chế độ ăn uống không hơn bao nhiêu nên anh em đã kiệt sức nước không đủ tắm và giặt giũ quần áo hàng ngày. Vì vậy chúng tôi bị ghẻ lở rất nhiều, thân hình gầy ốm, sông ra mùi hôi tanh khó chịu và ảnh hưởng đến những người chung quanh. Ban đêm chúng tôi không làm sao mà ngủ được, phần bị ghẻ ngứa nên đánh bài cào sồn sột. Trên đầu nằm thì từng đàn dán người thấy mùi hôi của ghẻ. Chúng tấn công trên hai cánh tay dưới bàn chân, chúng gập nhấm vào da thịt, cảm thấy ghê sợ. Cùng đồng minh với gián, hàng trăm chú rẹp từ trong gối và sạp ván, bò ra đồng loạt tấn công từ đầu cho đến chân. Chúng bò ở cổ, tay, ở lưng, ở chân, cảm thấy rợn cả người. Khu vực lao động thứ hai, rộng 60 mẫu tây, nằm về hướng đông của trại trước 30 tháng 4 75 khu vực này của tướng Lê Văn Tị. 20 mẫu sát quốc lộ 1 là vườn cây ăn trái, vườn cà phê và bảy hồ nuôi cá. Khu vực còn lại 40 mẫu dùng chăn nuôi bò, khoảng 200 con lớn nhỏ. Sau khi tiếp quản, cán bộ Cộng sản huyện Xuân Lộc đã đem bò cống nạp trong quy hoạch sản xuất của trại. Chúng tôi được tắm rửa, nhặt nhũ thoải mái hơn, nên bệnh ghẻ lở cũng giảm bớt phần nào. Trại đưa kế hoạch xuống bắt chúng tôi phải đào 6 hồ nuôi cá. Hồ lớn nhất có bề dài 220 m rộng 63 m sâu 3 m tại khu vực ruộng sình dày hơn 5 tấc, lớp dưới toàn đá cội và nhiều tảng đá xanh rất lớn. Có một việc không làm sao chúng tôi quên được ngày hôm đó mươi anh em chúng tôi phải tìm cách đưa một tảng đá nặng khoảng 3 tấn lên khỏi bờ hồ cao 2 mét. Chúng tôi phải dùng dây kẽm gai, quấn thành những dây thừng lớn, đan thành mặt võng bọc lấy tảng đá, rồi dùng những đòn bẫy lên. Phía trên, anh em dùng đòn kéo tới. Tảng đá lên được 1 phần 3, thì bất ngờ dây cáp bị đứt. Tảng đá rơi xuống lại gây cho nhiều người bị thương kẻ dập tay, dập chân, người bị va đầu vào đá. Khoảng 15 người bị cục xương sống không thể đi được, nên phải nhờ anh em dìu lên bờ. Thật ra, muốn đem những tảng đá lớn lên bờ cách nhanh chóng, trại chỉ cần dùng những xe cầu hay dùng chất nổ tên tên đánh phá tảng đá bung ra từng mảng. Nhưng ở đây, Người cộng sản muốn đày đọa chúng tôi phải làm những công việc nặng nhọc quá sức người để thân xác chúng tôi hao mòn rồi chết dần chết mòn trong đau khổ. Trong bốn năm trời, những tù nhân trại ca bốn đã bị cưỡng bức dùng chính thân xác mình làm những tảng đá, dùng máu và nước mắt của mình hòa lẫn với hồ để hoàn thành một công trình thật vĩ đại một hồ lớn nuôi cá giữa có nhà thủy tạ, hình chữ T. Năm hồ nuôi cá khác được xây nhỏ hơn. Một khách sạn ba tầng và nhiều cây ăn trái và cây kiển. Điều đáng nói ở đây là đã xây bức tường thành bao quanh 60 mẫu và chung quanh khu vực trại K4. Tù nhân đã chẻ những tảng đá lớn thành những khối đá hình chữ nhật để xây một thiên lý trường thành, dưới chân rộng 5 mét, bề mặt trên rộng 3 mét, cao 5 mét. Đây đúng là một chứng tích lịch sử có một không hai trong những trại tù Cộng sản từ Nam Chí Bắc. Một trại khổ sai nặng nề nhất, máu và nước mắt tù nhân đến đổ ra nhiều, nhiều, nhiều không kể hết được. Để đánh đổi cho sự thành công này, để đánh đổi nụ cười ngạo mạn, đắc ý của bà vợ ba, bí thư Lê Duẩn và các cán bộ từ trung ương xuống địa phương trong ngày cắt băng khánh thành công trình. Trong những nhà biệt giam, trong những xà liêm chứa hàng trăm người, những tù nhân chết không nhắm mắt, chết còn mang theo nỗi hận thù, không bao giờ chịu khuất phục dưới lưỡi dao hay họng súng của kẻ thù cộng sản đó là anh Nguyễn Văn Hải bị nhốt chết khô vì sức nóng của thùng sắt mỹ sau bốn tháng trời biệt giam. Anh Bùi Thiện Thọ, huấn luyện viên vô vi nam trường Chi Linh Vũng Tàu, anh đã bị cùm hai chân, hai tay bị xiềng và treo trên sàn nhà đá. Cuối cùng tay anh bị nhiễm trùng, thịt bị vữa, giòi rút đầy người và cuối cùng anh đã chết. Anh Lê Văn Tý, Điều Xiển, Anh Hợi, Anh Quyền và năm anh em khác, tôi không nhớ tên, đã bị biệt giam và tra tấn cho đến chết. Ngoài ra ban giám thị trại K4, còn dùng thủ đoạn lập ra ban tư tưởng do tù nhân Huỳnh Tấn B làm trưởng ban, cắt được mỗi tổ một người để theo dõi anh em và báo cáo cho trưởng ban hàng ngày. Vào một buổi trưa đầu năm 1978, trong lúc chúng tôi đang ăn trưa, bỗng nghe tiếng báo động họp khẩn cấp. Chúng tôi vội vứt chén đũa chạy đi ra đến sân dãy nhà tập họp, một hàng theo từng đội. Đa số chúng tôi ở trần, phơi những tấm lưng dưới ánh nắng trưa gai gắt. Tư hàng, tên của tên trưởng trại mới đến thay Ba Xuân. Hắn bị chột mắt trái, trông hắn ra vẻ loại người có máu lạnh, gian ác. Đứng trong hiên nhà, hắn nói lớn: "Tôi biết các anh 99% không ưa gì cộng sản." Nói xong, hắn đưa mắt đảo một vòng qua chúng tôi để xem có phản ứng gì hay không và nói tiếp: nhưng tôi khuyên các anh đừng có chống đối trong lúc này. Các anh được tha về rồi hãy chống. Các anh chống giỏi thì sống. Nếu chống dở thì chết. Hắn gần từng tiếng và nói đi nói lại hai lần. Sau đó, hắn cho đọc lệnh bắt nhốt năm người về tội tổ chức cướp trại do anh Đặng Chiên làm tham mưu. Sở dĩ tư hằng nói như vậy là để đánh động tâm lý chúng tôi cho rằng hắn nói đúng và đừng có ý đồ chống đối trong thời gian hắn làm trưởng trại. Tư hằng bắt chúng tôi đào những đường hào, chạy vòng sát những hàng rào phía sau, bề đáy rộng 1 mét, bề mặt rộng 3 mét, sâu 1 mét. Dưới đáy và hai bên thành hào đều được cắm trông tre và trông sắt. Bên ngoài được rào một hàng kẽm gai, mỗi tối được găm điện vào. Dù hàng rào và hầm hố có nguy hiểm đến đâu, cũng không ngăn cản được sự quyết tâm của con người khi bị áp bức. Vì thế, vào ngày mùng 5 Tết năm 1978, năm tù nhân đã vượt trại. Kết quả, ba anh đã trốn thoát, một anh bị bắt lại và một anh bị chết. Một thời gian sau, Út Nhân lên làm trưởng trại thế tư hàng. Hắn là một tên đao phủ giết người không gớm tay. Hắn còn độc ác và tàn bạo hơn những tên trước. Út Nhân đã ra lệnh nhốt rất nhiều tù nhân vào nhà đá và xà lim. Có nhiều tù nhân đã bị biệt giam từ một năm đến hai năm. Tôi chỉ còn nhớ những anh em quen biết như Trần Phước Hát, Nguyễn Văn Đê, Trương Phước X, Nguyễn Trọng T, Đỗ Văn B, Đỗ Minh D, Anh Năm H. Bảy anh em này bị công an trại dùng bao bố bịt miệng và mũi rồi đổ nước vôi vào cho đến khi ngộp thở. Cột tù nhân vào ghế, dùng điện găm vào người nhiều lần, làm cho người tù nhân co quắp lại. Cột tay và chân tù nhân, rồi treo chân ngược lên sàn nhà, dùng cây hay roi sắt đánh và quất vào người đến nứt da nứt thịt. Út nhân còn rút kiếm nhật, giống như một võ sĩ đang rút kiếm đeo sau lưng. Tay trái tròn ra sau ngang thắt lưng, tay phải để trên vai phải bẻ ngược về phía sau. Mười ngón tay được cột lại với nhau bằng những sợi dây và siết chặt hai đầu bàn tay lại làm cho hai cánh tay và xương sống có thể bị gãy, đau đớn vô cùng. Người nào chịu không nổi cực hình này nên khai bậy cho người khác như trường hợp anh. Đỗ Minh Dê đã khai cho vợ con khiến cả gia đình anh đều bị bắt nhốt. Bất cứ tại những trại cộng sản nào, trại thường dùng những thủ đoạn bắt nhốt như vậy để răn đe và trấn áp những tù nhân khác cuối cùng anh đỗ văn bê và đỗ minh dê sau khi được ra khỏi nhà biệt giam thân hình vô cùng tiều tụy nhìn thấy chỉ còn da bọc xương không còn khả năng đi đứng được phải nhờ anh em cõng về trại dù vậy út nhân chưa chịu buông tha cho hai anh chỉ được nghỉ dưỡng sức vài ngày và sau đó hàng ngày hai anh bị xiềng một tay vào trụ sắt còn một tay cầm búa đập đá. Nhìn hai anh như những cái xác không hồn. Đây có phải là sản phẩm hòa bình, nhân đạo, độc lập, tự do hay là chứng tích của sự độc tài tàn bạo của Tập đoàn Cộng sản Hà Nội theo chủ thuyết ngoại lai không vậy? Ngày Chủ nhật đầu tiên được phép thăm nuôi tại K4, hầu hết anh em nào cũng đang ngồi dưới những gốc cây me nhìn ra cổng trong ngóng hình bóng của người thân hay ngồi đợi những tên trật tự vào gọi tên những anh đã được tin của gia đình có vẻ phấn khởi còn những anh chưa được tin nét mặt đăm chiêu buồn rầu nhưng có điều anh em nào cũng nghĩ giống nhau là không biết bây giờ cha mẹ vợ con anh chị em có được mạnh khỏe không? Hay tất cả những người ấy bây giờ chỉ còn là những tấm thân tiều tụy, xanh sao bởi vì họ cũng phải vật lộn với cuộc sống bên ngoài, cũng phải ăn bo bo, cũng phải ăn khoai mì, đi chân đất, đầu trần và còn nhiều áp lực đè nặng lên đôi vai. Đời sống của những người thân rất vất vả lo toan đủ thứ để nuôi con, nuôi cha mẹ, lại còn phải chắt chiêu dành dụng một ít thức ăn, thuốc men để thăm nuôi cha, nuôi anh. Hầu hết những người vợ của chúng ta ở bên ngoài phải đối mặt chống chọi với nhiều cơn bệnh, nghèo đói, đau yếu, xa vắng tình cảm của người thương yêu nhất. Những lời yêu thương ngọt ngào, những nụ hôn nồng ấm Nhờ đây như bị chôn vùi vào dĩ vãng Chỉ còn miếng ăn cái mặc là thực tế Đã vậy Hằng ngày những người vợ tiểu thơ đại các lại còn phải đấu tranh với những cám dỗ tình cảm. Nhiều người đã dùng cái chết để bảo vệ lòng trung thủy đối với chồng sau khi bị những cán bộ địa phương dùng quyền thế của kẻ chiến thắng để áp bức và tống tình những tên lòng lang dạ sói này đã trắng trợn cướp ngày không đủ tranh thủ cướp đêm cướp nhà cửa cướp xe cộ cướp đồ dùng cướp tiền bạc châu báu cướp tờ hộ khẩu cướp luôn quyền làm người để tống những người đàn bà thân liệu yếu đào tơ và những đứa con thơ dại với hai bàn tay trắng lầm lỗi đi lên tận vùng kinh tế mới ở nơi đây làm gì có nhà cửa, không có họ hàng thân quen, không có dụng cụ canh tác, không đồ ăn thức uống, không thuốc men. Trên là trời, dưới là đất, chung quanh là núi rừng. Đêm cũng như ngày, chỉ nghe tiếng vo ve của loài muỗi và tiếng kêu của muôn thú. Tất cả các thanh niên nam nữ không có quyền lựa chọn tương lai cho mình và bị ép gia nhập thanh niên sung phong. Bị đưa đến những vùng rừng núi xa xôi, khai phá rừng để sản xuất lương thực, hay là bị đưa đến những vùng sinh lầy nước độc để đào kênh rạch. Đối với những thanh niên này, trước mắt là cả một bầu trời u tối, không có con đường, không có lối thoát. Chính cũng tại nơi đây nhiều mối tình oan trái nghiệt ngã đã xảy ra. Xã hội băng hoại, một số học sinh không được thi vào đại học chỉ vì lý do là ngụy quân, ngụy quyền, con của những gia đình đau khổ. Những tà áo trắng ngày nào tung bay trong các sân trường đầy phượng vị. Cái hồn nhiên trinh trắng thổ học trò nay còn đâu. Bây giờ chỉ là những nét đâm chiêu trên những vần trán hành suy tư. Hãy trả lại cho tôi tâm hồn người thiếu nữ, 18 tuổi đầu, ngỡ kết mộng băng trinh. Trong thời gian 3 năm tôi ở tại K4, gia đình tôi thăm nuôi được 3 lần. Có những lý do mà vợ tôi không thể thăm nuôi đều đặn, và chính tôi cũng không muốn vợ tôi phải chịu nhiều cực khổ trong lúc phải nuôi dưỡng hai con dạy, gia đình cha mẹ cùng ba người em tại vùng căn cứ, đất đai không được màu mỡ, của cải không có. Bản thân tôi trước 30 tháng 4 75 là một người chỉ biết chiến đấu phục vụ lý tưởng để bảo vệ quê hương. Sau khi vứt bỏ vũ khí trở về đời thường, ngoài bản thân ra, làm gì có cái gì để bán Mười Vân, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai thời bấy giờ, bị kết án tử hình. Út Nhân, đàn em của Mười Vân cũng bị rớt chức và sa thải với đời thường dân. Người xưa thường nói, gieo gió thì gạch bão, quả không sai. Trong thời gian làm trưởng trại, Út Nhân đã làm biết bao nhiêu điều tàn ác, đã bắt nhốt, giam cầm, và tra tấn một số tù nhân cho đến chết. Chết không nấm mồ, chết đơn độc, lẻ loi, thân xác được quấn trong những chiếc chiếu không nguyên vẹn và đã vùi lấp nơi cánh rừng hoang vắng. Đời sống của gia đình út nhân giờ đây đã băng hoại. Hắn như một người điên khùng, không một ai hỏi han, ngó ngàng đến dù là bản thân hay những đồng chí của hắn trước đây hai người con gái xinh đẹp của hắn cũng lần lượt bị chết thảm. Đứa thứ nhất bị côn đồ hãm hiếp tại suối tre Long Khánh. Đứa thứ hai thì bị cháy xăng. Tháng 4 năm 1978, chúng tôi khoảng 20 người được chuyển đến trại Z30C thuộc huyện Hàm Tân, Thuận Hải. Trại nằm cạnh chân núi Mây Tàu, đất đai cằn cỗi, nước uống độc địa. Nơi nào cũng thấy cây lá buông nên được gọi là rừng lá. Tôi và anh Nghĩa được bổ sung vào đội 10 nông nghiệp. Chúng tôi là những người đến sau được anh đội trưởng Huỳnh Tấn Công ưu ái, chỉ định chỗ ngủ sát vách cầu tiêu. Nằm nơi đây suốt đêm không sao ngủ được vì những âm thanh và tiếng động bên kia vách. Lúc thưa thớt, lúc vội vàng, Lúc xối xả, cộng với mùi hương thơm của thời đại, hương thơm của xã hội chủ nghĩa, hương thơm của đỉnh cao trí tuệ, sông ra. Tệ hại nhất là vào những ngày mưa gió, không thể nào ra bên ngoài để ăn cơm, mì không. Đành phải ngồi ngay tại vị trí ưu tiên này. Không thể ăn, mà cũng không thể nuốt nước miếng trong lúc cái bao tử đang kêu gào cứu nạn suốt ba năm qua chưa có lúc nào bi đát thê thảm như lúc này và bắt đầu từ ngày hôm nay hết cơn bị cực đến ngày thê lương vì chưa không có gì trong bụng nên buổi chiều tôi chặt củ hủ buông ăn ban đầu mới ăn thấy ngon như củ hủ dừa nhưng khoảng vài ngày sau thì cảm thấy mình yếu hẳn đi không còn sức đối kháng hai quả thận như bị suy liệt. Không ngờ cụ hủ buông thật độc hại vô cùng. Điều làm cho chúng tôi khó chịu nhất ở trại Z30C là mỗi khi xuất nhập trại, tất cả tù nhân phải lấy nón, mũ xuống để chào tên công an gác cổng ngồi trên vọng gác. Lần đầu cũng là lần cuối, những ngày sau tôi không hề đội mũ nữa những đội nông nghiệp hằng ngày phải đào gốc cây buông cho ngã xuống và mùa nắng ráo đất rất khô cứng nên chúng tôi đào rất khó khăn vất vả những vùng đất này chỉ thích hợp tỉa bắp và trồng khoai mì nên mỗi năm chỉ canh tác được một vụ những đội đào hồ cá và những đội chẻ đá rất nặng nhọc đôi khi nguy hiểm đến tính mạng còn những đội trồng rau xanh hằng ngày phải gánh phân được lấy từ những hầm cầu ở cuối mỗi buồng ngủ đến khu vực trồng rau cải rồi dùng xẻng xúc phân rải xuống những hồ rau muống hay dùng gáo múc phân trải dọc theo những luống cải luống mồng tơi luống khổ qua sau đó gánh nước tưới cho phân tan ra những ngày làm công tác này phải bịt miệng và mũi lại để khỏi bị nôn mửa những nông sản và rau xanh sau khi thu hoạch được thì trại đã đem bán cho hợp tác xã bên ngoài. Trại chỉ cho chúng tôi hưởng những loại rau cải hạng 2, hạng 3 mà thôi để hàng ngày nấu canh với cá thối. Suốt năm này qua năm khác, họ hoàn lắm chúng tôi mới thấy những tốp mỡ trôi giạt bồng bềnh trong nồi canh cả đội. Một năm chỉ có hai ngày, mùng 2 tháng 9 và Tết âm lịch. Mỗi người chúng tôi được hai lát thịt mỡ bằng ngón tay út. Khi có dịp làm thịt heo thì ban giám thị trại chia lấy những phần thịt còn xương và mỡ bố thí cho chúng tôi ăn theo tiêu chuẩn quá thê thảm. Nên những nơi nào có trại tù mọc lên thì các loại côn trùng nơi đó sẽ bị diệt chủng như rắn, ếch nhái, ếch ương, cóc chuột, rắn mối, châu chấu, bọ cạp, ốc sen, ốc lá. Nó tóm lại, bất cứ cái gì, thứ gì, con vật gì có thể ăn được đều bị chúng tôi bắt sạch và hái sạch. Đó là những thức ăn phụ trội mà chúng tôi cần phải có mới mong chống chọi lại những ngày tháng trong lao tù. Trong thời gian này, chúng tôi vẫn tiếp tục ăn mì lát mỗi bữa chỉ được một chén, không sao lấp lửng cái bao tử nghèo đói này. Vì thế, hàng ngày tại khu vực lao động, trong lúc không có cán bộ quản giáo ở đó, tôi thường hay tìm đào những loại khoai mài, khoai mỡ rừng, khoai chùm hay hái những loại lá dạng, lá cốc, lá lành ngạnh, lá cánh bướm hoặc rau cải trời, rau tàu bay, vân vân đôi khi cũng bắt được những con tắc kè thường nằm trong các bẹ cây buông đeo về nấu những món hầm bà làng này để ngốn cho đầy bụng vào những bữa ăn trưa hay ăn tối trong vùng đất mây tàu có rất nhiều loại rắn độc như hổ đất hổ mèo rắn lục nẹp nia hổ lửa nhiều nhất là rắn trầm quặp thân hình chỉ bằng ngón tay cái màu da đen như màu đất có thể đổi màu tùy theo vị trí nằm của nó nó hay nằm dưới những đống rác mục hay dưới những gốc cây buông nếu những ai bị nó cắn phải thì khó lòng sống sót rắn và tắc kè là hai loại tôi thường thu hoạch được thịt của chúng đem nướng hoặc kho xả cho chúng ta mùi thơm hấp dẫn và ăn rất ngon lại giúp cho cơ thể thêm chất protein không nhiều thì ít Cuối năm 1979, đội 10 chuyển qua khu B cách khu A, Z30C trên hai cây số. Trại nằm sát khu rừng rậm mây tàu và suối nước lạnh. Suối này có độ lạnh buốt như nước đá. Nếu người nào không có sức khỏe tốt, không thể nào dám xuống tắm. Vào những ngày nghỉ lao động, chúng tôi hay nấu nướng ngoài trời ở phía cuối những dãy buồng có đắp những bếp cá nhân có người nấu ăn một mình có nhóm thì ba bốn người hoặc năm sáu người chung gạo lại nấu chung ăn uống nói cười vui vẻ hầu quên đi bớt những khổ cực trong những ngày lao động phần ăn uống này đa số chúng tôi nhận được từ những bàn tay thăm nuôi của gia đình mà người vợ người mẹ người chị người em đã đổ ra bao mồ hôi nước mắt chan hòa với những ngày tháng vất vả, lặn lội, gom góp để có một ít lương khô mang đến cho chúng tôi. Chúng tôi phải cảm ơn những bàn tay nhỏ bé ấy, bàn tay đầy tình thương, bàn tay đầy tình người, những bàn chân yếu đuối, những bàn tay run đẩy, đã băng rừng lội suối từ miền Nam ra miền Trung hay ra tận miền Bắc. Dù dãi nắng dầm mưa, còn lưng mang những túi lương thực để tiếp tế cho người thân. Và điều duy nhất chỉ mong được gặp mặt lại, để nghe được tiếng nói, để nghe được những hơi thở nồng ấm, phát ra từ những con tim yêu thương của người chồng, người con, người anh, người em đã xa cách trong thời gian qua. Trong thời gian chưa có tin tức về gia đình, có những người vợ chân yếu tay mềm, đã làm thân cò lặn lội nhiều nơi để nghe ngóng nhỏ la tin tức của chồng và không chống chọi nổi với thời gian khắc nghiệt trong cuộc sống đầy nghiệt ngã nên đã ngã bệnh và cuối cùng lìa khỏi cõi đời mà không gặp được mặt chồng lần cuối đã có những người đi không quay trở lại những thân xác yếu mềm này đã bị quên lãng ở tận rừng sâu hay tận dưới vực thẳm hoặc tận đáy sông những người rủi ro gặp phải những cơn bệnh đọa đầy hay những dòng nước cuốn trôi hoặc bị thú dữ phanh thây. Dù những người này chết thế nào, chúng tôi vẫn khẳng định rằng chính tình yêu thương đã giết chết họ trong một xã hội đầy man rợ. Vào những ngày Chủ nhật, chúng tôi thường ngồi nghe anh Lộc kể những chuyện thiếu lâm thời đại với những đề tài con người từ loài vượn biến thể anh kể những chuyện làm cho chúng tôi không thể nhịn cười được cười nghiêng ngửa cười đến nỗi đau bụng anh xuân còn rất trẻ chuyên kể chuyện kiếm hiệp kim dung anh có biệt tài kể vanh vách không sai hay thiếu một chi tiết nào từ giọng nói điệu bộ anh thay đổi tùy theo nhân vật và thời gian Mỗi lần được nghe anh kể chuyện, anh em thường pha trà, góp bánh ngọt để thiết đại anh. Nhờ anh Lộc, anh Xuân đã đem lại cho chúng tôi những nụ cười say mê, làm vơi bớt những nỗi buồn chán trong tù. Vào giữa năm 1980, tôi có dịp quen biết Nguyễn Văn Hát, tuổi đời trên 60, da thịt hồng hào, trông anh có vẻ bất cần đời tôi hỏi tại sao da thịt anh tốt như vậy anh cho tôi biết ngày nào anh cũng bẫy được vài con chuột thỉnh thoảng còn bắt được cóc nhái và tắc kè nữa hôm tôi gặp anh lần đầu thấy anh đang nấu nồi cháo cóc không biết anh đã làm ruột chưa nhưng tôi thấy con cóc vẫn còn nguyên đầu và da bốn chân cóc giang ra trồi lên lặn xuống trong nồi cháo đang sôi giống như người sắp chết chìm vì không biết bơi lội chúng tôi cười ngặt nghẽo cười nức bụng cười vỡ tung cả không gian đang buồn thảm thế nhưng anh hát vẫn ngồi tỉnh bơi như không có việc gì xảy ra cả đôi mắt anh vẫn đăm đăm nhìn con cóc đang trôi nổi trong nồi cháo có lẽ anh nhìn con cóc trong cháo cũng giống như số phận con người đang trôi nổi theo dòng đời thì phải. Vào một ngày đầu tuần của tháng Tư nắng ráo, năm 1980, trong lúc tôi đang dẫy cỏ, một cán bộ bảo vệ gọi tôi lại và hỏi rằng: Anh đã an tâm cải tạo chưa? Tôi trả lời: đã an tâm rồi. Nhưng người cán bộ này cho rằng tôi nói não cán bộ cầm điếu thuốc trên tay đưa cho tôi xem và nói đây là điếu thuốc Captain, ten thuốc miền nam của các anh đấy trong lúc tôi hút tôi cảm thấy chưa an tâm có nhiều sự suy nghĩ huống gì là các anh tôi biết các anh phải trả lời như vậy thôi ráng nao động để chờ ngày về trong lúc tôi quay lưng đi thì cán bộ nói với theo anh nhớ đừng trốn chạy là tôi bị cốp phép một năm đấy nhé. Trong những ngày cán bộ bảo vệ này theo đội, tôi thường thấy cậu ta ngồi lui thổi một mình, súng ít khi cầm trên tay, mặc kệ chúng tôi làm hay chơi, cũng không nói lời nào. Có lẽ những lời nói trên đã biểu hiện sự suy nghĩ chân thật của một công an miền Bắc tuổi đời còn rất trẻ sau khi được đưa vào Nam để giữ tù, họ cũng có những suy tư, những trăn trở khi đã nhìn thấy tận mắt, nghe tận tai về đời sống của nhân dân miền Nam trước đây và so sánh với đời sống của nhân dân miền Bắc thời bấy giờ. Những cán binh và công an còn trẻ tuổi này bị ràng buộc bởi những liên hệ gia đình nên họ không dám đột phá. Bởi vậy họ đánh chấp nhận làm công cụ cho tập đoàn Hà Nội để đổi lấy những miếng ăn thức uống cho chính bản thân họ và cho cả gia đình họ nữa. Theo lời anh Du phụ trách nấu nước đội 10 kể lại, vào đầu năm 1978, chuẩn uy 8, cán bộ quản giáo đội 10 đã móc nối với hai tù nhân, một người trước đây là giáo sư Anh Văn, một người là thiếu úy phi công, cả ba đều trốn trại và đã vượt biên cán bộ Bạch Ngọc Phượng về thay thế cán bộ 8. Cán bộ Phượng lúc nào cũng thấy đói khát. Hắn thường hay sai đội trưởng công và đội phó Tú, nhổ trộm mì, đào khoai, bẻ trộm bắp để nấu cho hắn ăn tại nhà lô. Nếu ngày nào không có gì cho hắn ăn, thì mặt hắn cao có khó chịu, tính tình trở nên hung hăng và kiếm chuyện chửi mắng chúng tôi. Vì không chịu nổi sự sai khiến để làm những chuyện phi pháp, nên vào tháng 6 năm 1980, đội trưởng công đã họp đội tố cáo và lên án những hành vi xấu xa của cán bộ phượng. Cuộc họp đã kéo dài từ 7 giờ tối đến 2 giờ rưỡi sáng, biên bản được viết trên 12 tờ giấy học trò. Trong đội có 9 anh em lên tiếng chỉ trích cán bộ phượng gắt gao, mà chúng tôi gọi là nhóm 9 tên gồm đội trưởng huỳnh tấn công bùi văn phi châu tá hải nguyễn ngọc anh nguyễn văn mùi nguyễn văn danh nguyễn văn ngân anh long và tôi trong biên bản anh phi là người có ý kiến táo bạo nhất yêu cầu ban giám thị trại đưa cán bộ phượng đi cải tạo vì thế trong giờ lao động ngày hôm sau cán bộ phượng gọi anh phi vào nhà lô một mình dùng súng dí vào đầu anh và đánh anh tới ngất xỉu đến trưa chúng tôi phải cõng anh về trại bắt đầu từ trưa hôm ấy cả đội mười chúng tôi tuyệt thực và không đi lao động để phản đối việc anh phi bị đánh và yêu cầu đổi cán bộ quản giáo mới đến hai ngày sau chúng tôi mới chịu đi lao động trở lại khi cán bộ phượng đã bị đổi đi nơi khác Khoảng ba tuần lễ sau, cán bộ quỳ, an ninh khu trại B gọi chúng tôi làm việc. Mỗi anh được gọi một ngày khác nhau. Tôi là người được gọi cuối cùng. Hôm ấy, tôi đã làm cán bộ quỳ tức tối. Vì tôi đã phân tích cho hắn thấy về nền kinh tế của miền Nam Việt Nam trước và sau ngày 30 tháng 4, 75. Sau khi cán bộ quỳ đã làm việc với 9 người chúng tôi, hắn thấy những sự việc chúng tôi chỉ trích cán bộ Phượng là đúng sự thật, nên trại không có lý do gì để nhốt chúng tôi, mà bọn chúng chỉ âm thầm cúp thăm nuôi mỗi người hai lần. Đến tháng 7 năm 1980, thì tôi bị liệt vào danh sách A1 cùng với 127 anh em khác chuyển về lại khu A Z30C cuối năm 1979, năm anh thuộc đội Lâm Sản Khu B đã bị biệt giam về tội liên hệ với tổ chức Phục Quốc bên ngoài. Nhưng đó chẳng qua là cái bẫy mà Cộng sản đã đặt ra để gai những người tù chúng tôi. Tháng 10 năm 1980, các anh này bị đưa ra tòa xử tại huyện Hàm Tân. Mỗi anh lãnh thêm từ 18 đến 20 năm khổ sai và bị đày đến trại trừng giới A30 tại Phú Yên. Tháng 8 năm 1980, anh hát đội rau xanh đã cướp súng của cán bộ bảo vệ, chạy vào khu rừng lá. Một tuần lễ sau, anh quay trở lại khu vực mà đội anh đang làm và bắn xối xả vào hai công an bảo vệ và rồi chạy trở vào rừng. Tháng 10 năm 1980, có ba tù nhân trẻ lợi dụng trong lúc hết giờ lao động buổi chiều đã đánh công an bảo vệ cướp súng chạy vào rừng sau khi bắn hết đạn chạy không thoát nên bị bắt lại và bị cả trung đội công an đánh gãy xương sống bể xương đầu gãy xương bả vai gãy cả tay đội công an dùng dây cột tay ba anh lại và lôi sòng sọc về trại một anh đã chết còn hai anh kia có lẽ cũng khó lòng sống sót. Trong thời gian từ năm 1979 đến cuối năm 1980, tại trại Z30C có rất nhiều tù nhân đã trốn trại. Phần đông đi được trót lọt, một số ít có lẽ không biết tìm phương hướng hay mưu sinh thoát hiểm khi đói quá bò ra các làng dân nên bị bắt lại như trường hợp anh Phạm Viết Vinh, phó đốc sự hành tránh, người ốm yếu, thân cao lều khều. Sau khi anh ra khỏi khu vực trại, lại không biết hướng đi, lẩn quẩn mãi trong rừng và bị công an bắn chết. Trường hợp hai anh đại úy biệt kích Mai Bát Trác và Trung úy Trần Văn Thiện, hai anh ở hai khu khác nhau, nhưng hai anh đã liên lạc và cùng trốn trại một ngày sau đó cả hai đã vượt biên toàn dân miền nam sống trải qua dưới chế độ cộng sản dần dà nếm được mùi vị của sự lừa dối láo khoét sự tráo trở tham lam lưu manh gạt gẫm cướp bóc chiếm đoạt độc ác tàn bạo chuyên chính bên trong độc ác bảo tàn bên ngoài lừa dối nhân dân cực hình suốt mấy chục năm qua chúng ta đã thấy chế độ cộng sản đã làm được những gì chắc hẳn tất cả chúng ta đều đồng ý rằng chúng ta chỉ có thấy không có gì không có gì quý hơn độc lập tự do con đường bác đi là con đường bi đát đã bốn mươi mấy năm là một thời gian tạm đủ dài nhưng chúng ta không thể nào quên được những chứng tích trong những trại lao động khổ sai của cộng sản chúng tôi xin đốt những nén hương mong được cắm trên những nấm mộ của các chiến sĩ đã bỏ mình trong các trại lao tù cộng sản trên khắp miền đất nước từ cà mau đến tận nam quan các anh đã chết ngoài đồng ruộng chết trên rừng xanh chết bên bờ vực thẳm chết dưới dòng sông chết tận cùng ngõ hẻm chết không miếng ăn chết không thuốc uống, chết vì họng súng, chết vì tra tấn, chết không thấy được mặt người thân, chết không có người vuốt mặt, chết không kẻ cầu kinh, chết không nấm mồ, chết giữa những tiếng cười man rợ của loài quỷ đỏ hút máu người. Các anh đã nằm xuống ngàn thu trong những nấm mồ hoang lạnh trên khắp miền của dãy đất hình cong chữ S. Các anh đã chết nhưng hận thù vẫn còn đó vẫn còn hằn trên những vầng khăn tang của người vợ hiền và những đứa con thơ xin trả cho tôi linh hồn người thiếu phụ tấm áo hàng tang chế nhuộm đơn côi chị Minh Nguyễn cảm ơn quý vị đã nghe